Xin chào quý khách hàng đến với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như tên hệ thống Zalo, Facebook và Fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi chiều tối ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến quý khách hàng một căn nhà phố được thiết kế rất là đẹp và rất là hiện đại. Nằm trên trục đường Phạm Văn Bạch, phường 15 của quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền phía bên ngoài của căn nhà mình. Những căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 4m2 và độ dài là 17m. Rất kiên cố là một trệt một lửng và 3 lầu. Công năng sử dụng của căn nhà mình có ở sân để xe gắn máy, gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, phòng thờ giặt và sân thượng trước sau. Hướng của căn nhà mình là hướng hướng tây của cái khách hàng thuộc mệnh Tây Tứ Trạch. Cũng như căn nhà mình thì nằm trên một cái con hẻm trước nhà, một con hẻm xe hơi, con hẻm một trục ở thuộc đường Phạm Văn Bạch, phường 15 của quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là con đường ở phía trước của căn nhà mình. Cũng như căn nhà mình thì nằm trên một con đường thông, mình có thể vừa mua để ở hoặc là mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh với tất cả các loại ngành nghề, và chỉ với giá 7 tỷ 100 triệu đồng. Còn thương lượng mạnh là khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà nằm trên trục đường Phạm Văn Bạch, phường 15 của quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu cho khách hàng. Thì phía bên ngoài mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm bằng sắt rất là kiên cố và chắc chắn để bảo vệ cho căn nhà của mình. Tiếp đến mình có khoảng sân khoảng hơn 2m, thì mình để xe gắn máy cũng như khoảng sân hai bên thì đã được anh chị chủ nhà ốp gạch đá cao lên kín tường. Và phía bên trên thì mình có hệ thống giếng trời và đã được các chị lợp mái che chắn rất là kỹ càng. Đây là khu vực khoảng sân ở phía bên ngoài căn nhà mình. Tiếp đến là mình sẽ có thêm một bộ cửa cuốn phía bên trong. Căn nhà mình thì được thiết kế với 3 lớp cửa. Tạm thời thì mình sẽ có 2 bộ cửa ở một bộ cửa cuốn và một bộ cửa chính phía bên ngoài. Và phía bên ngoài bộ cửa cuốn thì mình đang dự kiến là sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm bằng nhôm xin pha, kính cường lực 10 ly. Di chuyển vào khu vực bên trong là khu vực không gian phòng khách của căn nhà. Thì sàn nhà mình được lát gạch đá bóng kính 61m2 và hai bên thì mình được ốp gạch đá cao lên khoảng 1m rưỡi. Và phía bên trên thì mình có hệ thống đèn chiếu sáng trần thạch cao. Đây là khu vực không gian phòng khách dưới trệt của căn nhà. Và nếu như nhà mình có xe hơi thì mình có thể để dưới khu vực ở dưới tầng trệt này. Mình có thể để được tất cả các loại xe hơi vào bên trong căn nhà. Cũng như mình sẽ di chuyển phòng khách dưới trệt lên phòng khách phía bên trên tầng lửng của căn nhà. Còn nếu nhà mình chưa xe hơi thì mình có thể để sử dụng cùng một lúc là 2 cái phòng khách. Rồi mình sẽ chiếu sơ qua lại cái khu vực không gian phòng khách lại một lần nữa. Và di chuyển vào khu vực bên trong là khu vực không gian cầu thang của căn nhà để gửi đến cũng như giới thiệu đến cho khách hàng về một căn nhà nằm trên trục đường Phạm Văn Bạch, phường 15 của quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Một con đường thông và mình có một cái con hẻm một trục. Đây là khu vực không gian cầu thang căn nhà. Thì trụ cầu thang, tay vịn cầu thang căn nhà mình được làm bằng gỗ cam xe và mặt đá hoa cương. Đối diện cầu thang thì mình sẽ có một cái tủ rượu được làm bằng gỗ sồi, cũng như bên trong cũng được trang trí rất là nhiều những cái chai rượu và những cái lọ hoa, trang trí rất là đẹp. Tiếp đến là mình sẽ di chuyển vào bên trong khu vực không gian phòng bếp của căn nhà. Thì căn nhà mình được thiết kế sẽ có một số nội thất sẽ được anh chị tặng kèm lại cho khách hàng khi khách hàng mua căn nhà này, và chỉ với giá trên dưới 7 tỷ đồng là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà nằm trên trục đường Phạm Văn Bạch, phường 15 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Một căn nhà được thiết kế rất là đẹp và rất là thông thoáng. Thì khu vực phía sau phòng bếp căn nhà mình sẽ có một cái khoảng sàn giữa và một cái giếng trời thông từ trên sân thượng xuống để chúng ta lấy gió và ánh sáng, cũng như đã được anh chị chủ nhà che chắn rất là kỹ càng và được ốp gạch cao lên kín tường, cũng như từ dưới trệt lên đến sân thượng rất là sạch sẽ. Tiếp đến là mình sẽ di chuyển lên tầng lửng của căn nhà để giới thiệu cho khách hàng. Thì căn nhà mình được thiết kế
tầng lửng thì mình sẽ có nhà vệ sinh rất là thuận tiện để cái nhà có thể là vừa làm phòng khách, phòng karaoke, phòng sinh hoạt gia đình cũng như phòng ngủ, rất là thuận tiện với một cái nhà vệ sinh ở khu vực tầng lửng của căn nhà. Đây là khu vực tầng lửng. Phía trước căn nhà mình sẽ có một cái khoảng không gian đã được các chị chủ nhà đúc ra thêm cho mình khoảng 2 mét để mình làm phòng máy vi tính cũng như mình có thể làm một cái quầy bar ở phía trước. Di chuyển vào khu vực phía sau là khu vực không gian phòng khách tầng lửng căn nhà. Thì căn nhà mình đang có diện tích ngang 4,2 m và độ dài là 17 m. Cho nên căn nhà mình được thiết kế phòng khách, phòng bếp cũng như phòng ngủ khá là rộng. Và đây là khu vực không gian phòng khách tầng lửng căn nhà. Phía bên ngoài mình sẽ có một bộ cửa được làm bằng kính cường lực 10 ly. Và bên trong không gian phòng khách thì cũng đã được anh chị chủ nhà đóng sẵn kệ để tivi cũng như tủ rượu. Và phía sau là mình có một cái giếng trời và một cái nhà vệ sinh để mình phục vụ cho khu vực không gian phòng khách tầng lửng của căn nhà cũng như cái phòng sinh hoạt chung, và mình cũng có thể làm phòng ngủ rất là thuận tiện. Đây là khu vực không gian phòng khách tầng lửng của căn nhà. Và tiếp đến là mình sẽ di chuyển lên khu vực lầu 1 của căn nhà. Mình sẽ đến với lại khu vực không gian phòng ngủ số 1 và phòng ngủ số 2 của căn nhà. Thì quý khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tiến đón quý khách hàng đi xem cũng như để quý khách hàng có thể sở hữu cho mình một căn nhà đang được anh chị chủ nhà giảm giá từ 7 tỷ 500 triệu đồng xuống còn 7 tỷ 100 triệu đồng. Còn thương lượng là quý khách hàng có thể sở hữu cho mình một căn mới được xây dựng xong đầu năm 2021 nằm trên trục đường Phạm Văn Bạch thuộc phường 15 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh. Và căn nhà mình thì rất là thuận tiện để quý nhà có thể vừa mua để ở mở văn phòng công ty. Với một cái con hẻm trước nhà, con hẻm thông, một cái con hẻm một trục. Và căn nhà mình thì nằm sát bên là sân bay ở Tân Sơn Nhất và một cái trục đường Phạm Văn Bạch, một cái trục đường huyết mạch giữa đường giao cắt giữa đường Trường Chinh và đường Quang Trung. Đây là khu vực không gian phòng ngủ số 1, phòng ngủ phía trước của căn nhà. Và tiếp đến là mình sẽ di chuyển sang phòng ngủ số 2. Thì toàn bộ cửa bên trong căn nhà mình được làm bằng chất liệu gỗ cam xe bản nguyên khối, rất là đẹp và chắc chắn. Sàn nhà mình thì được lát gạch đá hoa văn. Và không gian phòng ngủ, mỗi phòng ngủ thì mình đều có cửa sổ mở ra bên ngoài và nhà vệ sinh riêng. Được ốp gạch đá cao lên kín tường. Và bên trong không gian nhà vệ sinh thì mình có vòi sen thuyền, vòi sen tắm, massage. Và mỗi phòng ngủ thì mình sẽ có một cái tủ quần áo sử dụng rất là thuận tiện cũng như một cái tủ quần áo rất là rộng. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực lầu 2 của căn nhà. Thì mình xin nhắc lại là căn nhà này nằm trên trục đường Phạm Văn Bạch, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà mình đang có diện tích là ngang 4,2 m và độ dài là 17 m. Được đúc kiên cố là một trệt, một lửng và 3 lầu. Công năng sử dụng của căn nhà mình có sân đậu xe gắn máy, gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, 6 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng của căn nhà mình là hướng hướng Tây, phù hợp cho khách hàng thuộc mệnh Tây tứ trạch. Cũng như căn nhà mình thì nằm trên một con hẻm một trục, mình có thể vừa mua để ở mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán. Và chỉ với giá trên dưới 7 tỷ là khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà mới được xây dựng xong đầu năm 2021. Cũng như căn nhà mình thì đã có sổ hoàn công đầy đủ. Và khi khách hàng mua căn nhà này
thì mình chỉ ra công chứng sang tên là về nhận nhà vào ở ngay. Cũng như căn nhà mình thì có sổ hoàn công đầy đủ rồi, cho nên là anh chị chủ nhà sẽ hỗ trợ cho gia đình mình nếu có nhu cầu vay ngân hàng với lãi suất hiện bây giờ thì đang rất là rẻ, và anh chị sẽ được giảm ngay từ 300 đến 500 triệu đồng khi chị liên hệ trực tiếp về cho nhà đất Hoàng Tiến để được nhà đất Hoàng Tiến đón quý khách hàng đi xem. Đây là không gian phòng ngủ số 4 của căn nhà, và tiếp đến là mình sẽ di chuyển lên khu vực sân thượng của căn nhà. Thì quý khách hàng đang xem video hãy nhớ đăng ký kênh để được nhà đất Hoàng Tiến luôn cập nhật những sản phẩm mới nhất lên hàng ngày để chúng ta tham quan cũng như lựa chọn cho gia đình anh em mình một căn nhà phù hợp với lại giá tiền cũng như thuận tiện cho công việc đi lại, để mình có thể là vừa mua ở đầu tư cũng như cho thuê. Đây là khu vực sân thượng, thì phía bên trong mình sẽ có một cái phòng thờ khá là rộng, và phía bên ngoài mình đều có cửa để đi ra khoảng sân phía bên ngoài cũng như đã được anh chị chủ nhà rào chắn rất là kỹ càng. Di chuyển lại khu vực phía sau là mình sẽ đến với lại khu vực phòng giặt cũng như sân phơi phía sau, thì mình cũng sẽ có một cái khoảng phòng giặt rất là rộng phía bên trong căn nhà, và phía sau căn nhà mình là khoảng sân phơi, bên trên thì được che chắn rất là kỹ càng. Rồi video nhà đất Hoàng Tiến đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.